Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại video của em. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 với bạn ơi. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại mộ cậu Năm, nghệ sĩ của Vũ Linh. Thì trước khi vào video thì cách thêm thử thách, xin kính chúc cô chú, anh chị, các bạn ngày mới nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Và hiện tại bây giờ thì em đang thấy phía trong như cũng có một hai anh em của em đã tới rồi. Thì xin mời cô chú, anh chị, các bạn theo chân em hãy di chuyển vào bên trong. Thì chắc có lẽ thì em sẽ đặt máy của chú bạn ở đây của mọi người để em tháo mấy cái mũ ra. Trước khi thắp hương cậu cậu thì em tháo mấy cái mũ ra trước. Mở này không? Đặt cái máy trên đây các bạn. Thank you.
qua cô gì đó nói là chiều nay có một con ong mới, đúng chính xác luôn á. Cô gì đó như hả? Tại cô gì đó là chiều qua có một con ong mới không? Đây cô ơi. Giờ thì mấy anh em sẽ qua đây tiếp tục và sẽ xếp mũ xong rồi mới ginh đó, mới ginh ra như bạn, ginh hoa ra các bạn. Bây giờ thì xin trồng hoa với bạn. Nhìn cái bản này các ta, bản này mình đẩy cái này ra coi. Nó ngã bông. Đi qua rồi. Kia. Dạ. Này tấm này nè, tấm này nè. Không phải đâu. À, cái này của trái tim á. Đó, mấy đó của trái tim á. Coi sắp xếp là cái này để đâu nè. Để khui cái một chỗ luôn. Tính ra cậu làm nhẹ thôi. Sáng sắp vô rồi. Chiều ẩm không vô, sáng ẩm không ra. Nhẹ không? Hôm qua hình như là bỏ hoa này để gốc này.
này bên đây nè. Là anh nhớ bên đây đúng không? Ngay chỗ cái cột. Xuống rồi đó, chỗ này chỗ cái cột nè. Ủa, cái đám này ở đâu ta? Cái này nè. Cái này có trái tim đúng không? Này của trái tim á, cái đó của trái tim của chị Quỳnh á, nó đúng rồi, của trái tim này, đúng không? Này em đang dọn hoa nha các bạn. Cái này có cái tấm máy không? Cái bảng không? Anh không thấy này để đâu vậy? Ôi, để đâu vậy? Bên đây nè, chứ mà để hình mà có cái bông thì bông héo hết rồi làm mất cái đẹp đó. Đây, chui vô đây đúng không? Rồi. Giờ sẽ tiếp tục. Ta sẽ đổ mấy cái hoa này ra chú bạn ơi. Cô dưới 6 tấm hình rất là đặc biệt luôn. Đây. Cô dưới 6 lúc nào cũng nhớ tấm hình của cô dưới 6 là dính nha. Có băng keo. Dán từ đầu tới lúc luôn. À. Rồi mình tiếp tục tiếp cho tới được. Hoa hồng héo hết. À, mọi người, buổi sáng nay, bên em này dọn hoa ra, dính bông ra, cũng sắp hoàn thành xong rồi bạn ơi. Nó hồng héo hết rồi, chưng được 2-3 ngày không có nhiều đúng không? Héo hết rồi. Em kiếm cái bình nè. Ê, đây còn cái chậu nữa. Em kiếm cái bình. Bên này hôm qua tới được không vậy ta? Rồi được. Được. Giờ thì đi múc nước tưới hoa nha các bạn. Bây giờ thì em sẽ tưới hoa. Hồi nãy thì dọn hoa rồi. Dọn hoa, dọn hình ra. Bây giờ thì em sẽ nước để vào túi hoa với bạn, cho vào cái bình xịt này, túi hoa cho nó tươi, sau một đêm thì dọn hoa ra thì tưới thôi bạn, để nó nắng lên nó héo hết. Wow. Ngộ vậy. Ở chắc phải đổi cái bình rồi. Có cái bình tím ngày hôm qua đâu em? Đâu? À, cái bình tím đây mọi người. Anh lấy giùm em cái kéo cái bình đó. Kéo. Sủi mấy cái.
Bây giờ thì sẽ tưới hoa nha cô chú anh chị các bạn. Đây là em sẽ tưới cái bó hoa của chị Như nè. Sao vậy? Cái gì ta? Sao mà nó không có chứ mình tưới ra nước sợ cái mấy cây. Sao bình này nó ngộ vậy ta? Thường bơm cái là nó xịt mà. Nãy giờ em bơm nãy giờ luôn. Bơm đổ mồ hôi luôn mà nó không lên. Không tưới được. À, giờ em dọn mấy cái dĩa lên. Múc nước cho mọi người. Múc nước tưới. Bơm nãy giờ cuối cùng ra xịt không được. Tưới hoa như các bạn. Tưới hoa cái gì? Tưới cái nữa là xong đúng không? Đúng rồi. Hoa thì là cũng đã để ra ngoài, dọn ra ngoài thấy nó cũng thơm nắp rồi. Con chị đến đây thì video cũng đã dài của chính địa thì cũng xin kết thúc tại đây. Xin chúc bà con hồi lắm, xin cho những người rất là nhiều sức khỏe. Nếu thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh là một like và đăng ký. Thì cũng một lời giúp kênh tương tác với tất cả bà con cô bác đằng xa trong và ngoài nước đang xem kênh. Tại bây giờ thì cái hoa này tưới cho nước mình nhiều mọi người. Xin chào tạm biệt bà con một video. Chưa không có bị héo nha mọi người. Cây này cây sứ nè, ở dưới bàn sứ nè, nó bị héo đó. Thiếu nước đó mọi người, ống quá à. Tưới vậy chứ xịt mà bơm nãy giờ nó không có ý, nó bơm nãy giờ nó không có gì hết, hai bình nó hư hết rồi. Đây là cái cây mà hai cây em rất là thích đó mọi người. À, vì sao biết không? Tại vì đụng vô cái lá của nó giống như mùi gừng vậy, kẹo gừng vậy. Rất là thơm. Giờ đây. Tới cái này, à, cây sứ đây. Mấy cây nó héo nè, mình tưới nước vô là tươi. Nóng quá.
Ồ, đây chưa tưới trên nước trên đây nè. Tưới nữa hả? Tưới nè. Giờ em sẽ quay một vòng xong, sau khi mà em đã tưới xong một dưới bàn thì hồi nãy á, thì hai cái bình này bơm hoài nó không có xịt được, cho nên phải xách cái xô dưới bạn ơi. Giờ em sẽ quay một vòng nữa như các bạn ha. Em sẽ kết thúc video. Mọi người xem hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn video sau. Quay một vòng để mình xem cái nha. Mà sau khi mà kết thúc video thì em sẽ thắp hương như cậu Năm với bạn, tại sáng vô đây rồi bắt tay vào việc làm luôn. Cho nên là em chưa có thắp hương cho cậu Năm, chưa đốt thuốc cậu Năm nữa nè, cậu Năm buồn lắm. Cho nên là sau khi em kết thúc video em sẽ thắp hương cậu Năm cũng như là đốt cho Năm một chút thuốc như của chú như bạn. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye mọi người.